Hello cả nhà, chào mừng anh chị em đã quay trở lại với Mực In Minh Khuê. Nay lại có em máy nồi đồng cối đá, em Canon 2009 nhé. Em này là khách đang nói là bị sấy. Giờ mình in thử nhá. Xin thử có tiếng sạch sạch ở sấy rồi, nghĩa là có thể là bị rách. Đây bản in thì cơ bản thì vẫn là đẹp nhá. Rồi giờ anh em mình cùng vào chiến đấu nhá. Đây mình cho cái máy vào cái giá đó. Rồi cả nhà mình cùng tháo nha. Đây trước hết tháo con này ra này. Đây, dụng cụ đồ nghề. Luôn cái này ra luôn. Tắt nguồn đi. Có cảm giác như thế này. Như là vướng cái gì đó nó không được, không được đóng mở, không được chuyên chu lắm. Đây nha, tháo hai con ốc ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Không còn 5 châm. Đây anh em cải đây ra này. Đây phát này. Đây phát nữa này. Bên này nha anh em. Đây. Đây ra. Đây anh em giật cái nắp bít ra này. Nó trên mình tháo ốc ra rồi thì cái đấy mình nhấc ra thôi. Tháo sấy nhé, anh em tháo 1, 2, 3 con ốc ra này. Đây 1 con ốc thứ 2,
con thứ ba đây nhé. Đó, sau đó là anh em đây, anh em gỡ cái dây mát này ra này, nhổ với cái rắc nguồn rắc ra này. Ở đây nó có 3 cái dây nhá anh em, 1 2 3 4, có 4 cái dây thì chỉ cần nhổ 1 2 3 cái này thôi, còn cái kia thì không cần thiết bởi vì nó không liên quan gì đến cụm sấy cả. Đây nha, sấy mòn hết hai bên. Đây nha, đó. Mòn hết rồi. Đang bắt đầu có trên sự chớm rách rồi. Anh em lấy kìm nhé, gỡ cái lò xo ra này. Đó. Bên này cũng thế này. Đó. Tiếp theo là anh em cái dây nguồn này, nguồn có áp cho sấy này. Kiểm tra ép nhé, ép vẫn còn ok, nó sấy vào ép, ép vẫn còn ok, bạc ép cũng vậy vẫn còn ok, chưa cần phải thay. Đây, anh em lấy cái phần thịt này, đẩy cái này, đẩy nó lên. Nó sẽ ra và nó rút đây này, nó cũng khô hết ấy rồi nha cả nhà. Cái tình trạng như này ấy, những cái con mà nó bị khô dầu sấy này thì anh em cầm vào cái ống sấy ấy, cầm một cái cụm sấy nó rất nóng. Khui quả mỡ sấy, hộp mỡ sấy đầu, lọ mỡ sấy đầu tiên à, mà không cần nhỉ. Đây mình cũng có, vẫn còn cái đây, vẫn còn cái sấy cũ ấy, mỡ nhiệt cũ. Được khui. Yêu thế, bọn này không cho mỡ nhiệt nhá. Thank you.
đây anh em chỉ cần bôi vào tầng tầm này hất ra thôi, không cần phải bôi gián tiếp ngoài này làm gì, nó phí ra. Ở đâu đây? Mà không có, có đây, không có đây. Ở trên tủ ấy, bánh ở trên tủ ấy. Minh ơi. Lại nhà cháu chả có cái gì ăn sót à? Nấu ruột được. Nấu ruột được ông con nhà tôi. Ok nha cả nhà. Giờ anh em chỉ còn cái đi dây vào như thế này thôi. Và lắp vào máy nữa là xong rồi. Hôm qua có một cái mail của bên Lưu Bảo Minh gửi cho bên mình là thấy bảo không sản xuất em Canon 2009 này nữa. Huyền thoại một thời là tạm ngưng. Ok rồi. So
Bọn em ốc vào đây rồi. Đúng rồi. Ba ngàn ba bây giờ chỉ còn máy cũ thôi. Cái chốt thích máy cũ thì chiều. Đoạn này là chủ yếu là anh em đi dây này thôi. Tiếp tục anh em lắp cái lắp trên này vào. Cái này nó bị gãy mất cái khóa để giữ cái lắp trên, cho nên là khi mở ra lắp vào nó hơi có vấn đề. Đây, em lắp hai con ốc kia vào.
con nữa. Hai con trên này nữa này. Ok, như vậy là xong rồi nha anh em. Dạ, yên tác. Chạy ngon ngay, êm ngay, không còn tiếng lại sạch nữa ngay. Lắp hộp mực này. Quay ra để chiếm ngưỡng em nó để in thử nhé cả nhà. Kẹp giấy, kẹp zip, giấy ẩm, ngon ngay, in nét căng. Rồi, như vậy là cả nhà mình đã xử lý xong em máy Canon 2009 nhé. Kêu và bị rách độ sấy. Rồi, chúng ta đã xử lý xong. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ cũng như là xem video nhé. Nếu mà anh chị em thấy hay thì cho xin một đăng ký cũng như là một chia sẻ nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nhé.